Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một mô hình nuôi cá cảnh trong cái chậu để bàn mini, siêu dễ thương, nhìn rất là bắt mắt nha các bạn. Thì hôm nay mình có dịp ghé thăm nhà của nhỏ em, thì mình vô tình thấy nó nuôi trong cái chậu mini này thấy dễ thương quá, thì mình quay lại cho các bạn xem. Thì nó nuôi trong cái chậu thủy tinh, đường kính cũng nhỏ thôi chứ không lớn lắm, khoảng gang tay hơn à, chứ không lớn nữa. Nó nuôi trong hai chậu, một chậu nhỏ thì nó nuôi cá benta, cá trống, và chậu còn lại thì nuôi cá, các loại cá hoàng kim, bạch kim, hạt lựu và cá hoàng kiếm. Nói chung là cái loại cá hiền lành, dễ nuôi, dễ sống, không cần phải lọc nước gì nhiều. Nước nuôi thì cũng bằng là nước mưa, sau đó thì bỏ thêm xíu muối hột để xử lý, rồi thả trực tiếp vào nuôi thôi. Đồng thời thì cũng để thêm một số vật trang trí là đá thủy tinh màu vào, thì nhìn rất là dễ thương nha các bạn. Các bạn có thể tự mình thiết lập một chậu nhỏ vậy, rồi để lên bàn làm việc hoặc là trong nhà của các bạn, hoặc là ở góc nào đó, thì nhìn rất là bắt mắt, rất là thích. Những chú cá thì màu sắc rất là dễ thương, khá là tươi, và bơi trong chậu thì nhìn rất là tươi tắn, dễ thương, rất là dễ chịu. Rồi về cách xử lý nước hoặc là các cái cách hướng dẫn nuôi như thế nào trong chậu, thì ở các video trước mình đã có hướng dẫn rất là chi tiết. Các bạn có thể vào kênh của mình và tìm những video trước đây mình đã từng đăng để xem cách hướng dẫn xử lý nuôi cá cảnh chi tiết như thế nào. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã xem video của mình. Và nếu thấy vui và hay thì cho mình xin một like, cũng như là đăng ký kênh của mình để xem những video mới nhất, cũng như là ủng hộ kênh của mình để mình có động lực làm ra những video tiếp theo.